Dạ, em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí đất hiện tại đang đứng thuộc xã Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng. Lô đất mà hôm nay muốn giới thiệu với anh chị có diện tích là 5 x 23. Trên đất đã có sẵn là 75 m² thổ cư rồi. Đường bê tông trước đất là 5 m nha quý anh chị. Đường rất là rộng, rộng rãi và hạ tầng cũng đã hoàn thiện rồi. Lô đất của mình ở đây. Từ vị trí tay em chỉ sang phía trụ điện bên này. Đất mình không dính trụ điện nha quý anh chị. Sâu bên trong kia là 23 m. Đó là vuông vắn 75 m² thổ cư. Đường bê tông trước đất đây 5 m. Xung quanh dân cư đều đã hiện hữu rồi. Đây có hai nhà đang xây. Cạnh lô của mình cũng sắp có nhà xây, mới khoan giếng xong nha quý anh chị. À, đường này là đường thông. Đường này sẽ thông ra ngoài đường DH412. Trên này cũng là một khu phân lô. Khu phân lô biệt thự nghỉ dưỡng quý anh chị. Đường mình sẽ thông theo cái đường này để thông ra ngoài phía đường nhựa nha quý anh chị. Thông vòng ra lại đường DH412 là đường nhựa bên ngoài trục chính di chuyển liên xã giữa Đức Trọng và Đinh Dương. À, đường này là mình sẽ thông ra lại DH412. À, nhưng mà ở trên cái đoạn ngã tư điểm giao này đây sẽ là đường quy hoạch mở rộng 16 m. Đó là đường DH 16. Đường đó cũng là một tuyến liên thông giữa huyện và xã. Ở trên đó. Từ đây mình di chuyển từ vị trí đất mình đây, di chuyển tới sân bay Liên Khương khoảng tầm 7 km. Mình di chuyển về trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng tầm 30 km theo về hướng cao tốc. Xung quanh dân cư đã hiện hữu hết rồi. Đất mình hiện tại đang để cho người dân làm để giữ đất nha quý anh chị. Khung cảnh xung quanh rất là thoáng, khí hậu rất là mát mẻ, gần Đà Lạt, gần sân bay. Từ đây mình di chuyển về trung tâm của Bồng Lai, trung tâm Hiệp Thành. Mặc dù là đất của Đạ Ròn, Đơn Dương nhưng mà trung tâm tiện ích của mình sẽ về phía bên Bồng Lai, nó sẽ gần hơn nha quý anh chị. Vẫn là thuộc khu vực Đức Trọng đó. Mình sẽ vẫn đi về di chuyển về khu trung tâm bên đó, tiện ích ngoài đó khoảng tầm 3 km là đầy đủ tiện ích cho mình, từ trường, chợ, trạm y tế. À, mình sẽ di chuyển duy nhất chỉ có một đoạn đây là khoảng tầm 4 m, 5 m là đường đất này thôi. À, đây anh chị sẽ hình dung ra. Nhưng mà sắp tới sẽ được mở rộng ra 16 mét rồi. Đường mình quy hoạch 16 mét. Đây. Đường này cũng thông ra lại đường DH412. Và đường này cũng thông ra lại Đơn Dương, trung tâm của Đơn Dương. Tuyến này tuyến song song với tuyến DH412. À, đường phía trước mình đây là đường của vườn dâu Thu Hà nha quý anh chị. Tuyến đường này cũng rất là đẹp. Nãy lát nữa em sẽ có cuối video sẽ có một cái đoạn em quay cái đường để mình đi vô đất á. Mình cũng ra. Thì sau này nếu mà làm đường, quy hoạch đường thì ngoài này những cái lô đất bên ngoài mặt tiền này đều đã có trừ lộ giới ra là mỗi bên vô là 3 mét. Với lòng đường này là 10 mét, tổng cộng là 16 mét. À, đất của mình thì ở dưới kia. Dưới chiếc ô tô chỗ anh trai đang đứng đó. Bên này dân cư san sát hết rồi. Lô này chỉ có 800 triệu thôi nha quý anh chị. Rất là rẻ. Trước thì em bán một cái lô cạnh cái nhà này là 850 triệu. Nhưng mà dưới này có một anh mới gửi. Thì anh đang cần bán. Nên anh gửi em giá rất là tốt. Nên em muốn quay để giới thiệu với các anh chị. À, nếu các anh chị nào mình quan tâm tới vị trí đất này, mình có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để trên màn hình. Để em có thể đưa anh chị tới đất và có cảm nhận khách quan nhất. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Và chúc quý anh chị một ngày tốt lành. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất từ em. Cảm ơn quý anh chị.